Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: Binance gây sốc cho nhân viên với việc sa thải đột ngột. Điều gì đang xảy ra với sàn giao dịch lớn nhất thế giới? Binance đã bị cáo buộc khởi xướng một đợt sa thải hàng loạt nhân viên theo nguồn tin từ Wu Blockchain. Wu Blockchain cho biết Binance đã bắt đầu sa thải nhân viên, mặc dù tỷ lệ sa thải vẫn chưa chắc chắn, với tổng số nhân viên được báo cáo là khoảng 8.000 người. Có tin đồn cho rằng tỷ lệ sa thải trong tháng 6 là khoảng 20%. Theo Wu Blockchain, kế hoạch bồi thường cho những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được xây dựng dựa trên các tình huống khác nhau ở các địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, đáng chú ý là một số bộ phận vẫn đang tiếp tục tuyển dụng. Lý do chính xác đằng sau việc sa thải của Binance hiện chưa rõ ràng, nhưng một số yếu tố có thể đã góp phần vào quyết định này. Các điều kiện thị trường tổng thể kém trong ngành công nghiệp tiền điện tử có thể đóng một vai trò quan trọng, vì nhiều loại tiền điện tử lớn đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Điều này có thể có tác động lan tỏa đối với toàn ngành, dẫn đến giảm khối lượng giao dịch và giảm doanh thu cho các sàn giao dịch như Binance. Một yếu tố khác có thể là sự mở rộng nhanh chóng của công ty trong những năm gần đây. Binance đã và đang tích cực mở rộng hoạt động của mình, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới, cũng như mở rộng sang các thị trường mới. Mặc dù việc mở rộng này đã giúp công ty trở thành một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng nó cũng có thể dẫn đến tăng chi phí chung và nhu cầu tái cấu trúc tổ chức. Điều đáng chú ý là Binance đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý từ các khu vực khác nhau. Điều này có thể góp phần vào quyết định bắt đầu sa thải nhân viên. Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý ở Anh và Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo đối với nền tảng này. Ngoài ra, sàn giao dịch đã phải đối mặt với sự giám sát từ các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đã đàn áp các công ty tiền điện tử. Cuộc đàn áp liên tục của SEC tại Hoa Kỳ không có dấu hiệu chậm lại vào năm 2023. Đây có thể là một yếu tố góp phần dẫn đến quyết định sa thải nhân viên của Binance. Thêm vào đó, vào ngày 30 tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất thực hiện giám sát theo thời gian thực đối với việc đóng băng tiền trên Binance. Đề xuất này là một phần trong nỗ lực của đất nước nhằm tăng cường giám sát theo quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Theo báo cáo, đề xuất này được đưa ra bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính FSC. FSC đã đề xuất Binance triển khai công nghệ giám sát theo thời gian thực để phát hiện và đóng băng bất kỳ khoản tiền nào có thể liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố. Sau khi thông tin của Google Blockchain xuất hiện, CZ của Binance đã lên Twitter gọi tin đồn sa thải là một phát khác. Giám đốc điều hành Binance đã giải thích rằng họ có một chương trình mới trong công ty. CZ đã đưa ra một ví dụ nhỏ về Work From Home, có nghĩa là làm việc tại nhà. Ông đã tiết lộ việc các báo cáo sa thải nhân viên của Binance trên cơ sở chương trình Work From Home, nhiều nhân viên không phù hợp với công ty được yêu cầu rời đi. Ông nói thêm rằng một số người là những người có thành tích tuyệt vời, nhưng họ không phù hợp với văn hóa của công ty. CZ đã minh họa về Work From Home và tuyên bố rằng nó không dành cho tất cả mọi người. Ông cũng nhấn mạnh chương trình Bottom Out là cố định và ông đẩy mạnh nó hàng tuần. Ông khẳng định không có phần trăm số người mà công ty phải đuổi việc. Giám đốc điều hành Binance cho biết thêm, nhờ loại chương trình này, Binance đã quản lý để duy trì lợi nhuận kể từ 4 tháng sau khi thành lập. Sàn giao dịch tiền điện tử đã trải qua 2 mùa đông tiền điện tử và vẫn duy trì lợi nhuận hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.